phát sóng 24/24 giờ mỗi ngày. Mỗi giờ một bản tin thời sự. Chuẩn xác, kịp thời, mọi nơi, mọi lúc. Ngày 21 tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo nhan đề Chiến lược An ninh biển châu Á-Thái Bình Dương, trong đó cáo buộc Trung Quốc vẫn đang gia tăng các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông trong mấy tháng gần đây, cũng như vẫn đẩy mạnh tuần tra các vùng biển quanh đó nhằm khẳng định các tuyên bố đơn phương về chủ quyền. Theo báo cáo Chiến lược An ninh biển châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Mỹ, hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông đã tăng gần 50% so với hồi tháng 5 vừa qua. Báo cáo nêu rõ, các nỗ lực mới nhất của Trung Quốc khác xa các nỗ lực trước đây cả về quy mô và mức độ ảnh hưởng. Cơ sở hạ tầng mà nước này dường như đang xây dựng sẽ tạo cơ sở để Bắc Kinh thiết lập một sự hiện diện nhiều sức mạnh hơn ở Biển Đông. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ khẳng định Bắc Kinh đã ngừng hoạt động xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông hồi tháng 6 vừa qua. Dù không trực tiếp bác bỏ tuyên bố của phía Bắc Kinh, song Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Trung Quốc cần làm sáng tỏ liệu tuyên bố này có đề cập tới tất cả các tin đồn của nước này tại các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như liệu Bắc Kinh có cam kết ngừng hẳn các hoạt động xây dựng ở Biển Đông hay không. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các chuyến bay và đưa tàu đi vào bất cứ vùng biển nào luật pháp quốc tế cho phép. Tuy nhiên, không rõ liệu máy bay Mỹ có bay qua hoặc tàu Mỹ có đi vào bên trong vùng 12 hải lý xung quanh các đảo mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền hay không, một hành động có thể dẫn tới sự đáp trả của Bắc Kinh. Báo cáo trên được công bố khoảng một tháng trước chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ và trong các cuộc hội đàm song phương. Vấn đề Biển Đông, an ninh mạng và chính sách tiền tệ nhiều khả năng sẽ được đề cập tới.